Hi, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình. Đầu video thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị, bạn bè đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian vừa qua nha. Thì sáng hôm nay mình đang ráp một chiếc xe Suzuki các bạn, thương hiệu Suzuki. Và cái form này là dòng Sachia nha các bạn, dòng Sachia. Và dòng này thì được Suzuki Việt Nam mình nhập khẩu chính hãng từ Indo về và được phân phối lại cho đại lý với gói chính sách bảo hành bảo dưỡng chính hãng luôn nha các bạn. Bảo hành bảo dưỡng chính hãng 3 năm hoặc là 30.000 km thì theo điều kiện nào đến trước. Và nó bên hãng Suzuki cứ cung cấp cho mình luôn là cái sổ bảo hành luôn nha các bạn. Cung cấp cho mình được sổ bảo hành luôn, cho nên các bạn yên tâm nha. Vẫn có đầu số MH nè các bạn. Đây, số khung là MH nè các bạn, là xe nhập khẩu nha. RL là xe của Việt Nam mình lắp ráp và vẫn có chính sách bảo hành bảo dưỡng chính hãng trong vòng 3 năm nha. Và hiện tại thì Suzuki phân phối đại lý mình được 3 màu các bạn. Màu này là màu xanh nè, hay còn gọi là xanh GB. Tiếp theo nữa là màu trắng và màu đen đỏ, bạc đỏ, đỏ rượu. Thì dòng này thì nó giống như cái nguyên bản của cái thằng Raider các bạn, tức là khi mà Việt Nam á sẽ không phải là giống như Sachi tư nhân là được tích hợp đèn sẵn vào trong này, nhưng mà đối với dòng nhập khẩu của Suzuki Sachi đợt này thì nó sẽ có đèn rời như vậy bạn, để mình đăng kiểm ở Việt Nam nha. Khi mà các bạn có nhu cầu về gọi cái đèn này gắn lên đây á, thì khi các bạn đăng ký biển số xong thì các bạn có thể làm việc này nha. Đấy, thì trước sau luôn các bạn, trước sau luôn, đèn sau cũng vậy. Đèn sau thì khi về Việt Nam mình phải theo tiêu chuẩn của Việt Nam nha, rồi sau đó mình có thể tích hợp vào đây. Đèn phía sau này là đèn bóng là halogen bình thường các bạn. Phía trong này nó còn có cái lỗ nữa các bạn thấy không? Mình sẽ lòn cái bóng này vào được nha các bạn. Đấy. Mâm thì các bạn trước đây giống như là mâm xương cá chữ Y trước đây các bạn. Tuy nhiên là màu của nó là màu xanh nha. Màu xanh là xanh zin theo của xe luôn nha các bạn, chứ không phải là sơn lại đâu nha. Hay còn gọi là Sachi GB là nó đó các bạn. Mẫu này là Sachi GB, màu xanh, xanh bạc. Phía sau này là màu bạc. Cái chữ nữa là tem nha các bạn. Này là thương hiệu Hyper Interpol. Phía bên trong này là bình rồi đổ xăng ở đây nha các bạn. Đây ở trong này thì nó có cái bộ đồ ghề các bạn, được ốp cho này sẵn nha. Rồi khi mình mở đèn lên nè các bạn, đồng hồ là LCD hết luôn nha các bạn, LCD toàn phần luôn. Cái phần tắt đèn trên này nè, đây tắt mở đèn. Khi mình tắt đèn á thì cái mặt đồng hồ này á nó là bình thường, khi mình mở đèn lên đó các bạn thì mặt đồng hồ nó là màu đỏ ha. Đồng đỏ nó có hai bậc, mình tắt mở pha xa 3G đó các bạn. Dòng trên này thì nó sẽ hiển thị dòng tua km ha, dòng tua máy nè, rồi km nè, rồi giờ, và khi mà mình chạy thì nó sẽ lên số ở đây các bạn. Đây là dòng odo là km á, hiển thị ở đây nha. Đấy là khi mình mở đèn các bạn, mở đèn định vị lên. Đây, phía trước này là led hết nha các bạn, mặt trước đây là led hết nha, chỉ có bóng ha đèn xi nhan là halogen thôi, tại vì quy định của Việt Nam mình halogen bóng đèn mà đóng xi nhan đó bạn phải là màu vàng, cho nên nó thường là mình dùng halogen là bóng màu vàng này các bạn, còn ở mặt trước này là bóng led màu trắng nha, led trắng. Đấy, Jetta này là thương hiệu nhớt nha các bạn, nhớt của Suzuki đó các bạn. Khi mà các bạn sử dụng xe Suzuki các bạn thấy nhớt mà chính hãng thì các bạn thấy cái thương hiệu Jetta này. Đây, đẹp, và đây là bộ tem của xe các bạn. DOHC á bạn, DOHC 4 van tức là 150 DOHC nha. Và Sachi, thương hiệu Sachi. Cái này là ký hiệu của nó là bạn F150, cũng là cái tem luôn nha. Jetta này là thương hiệu nhớt bạn, 6 số. Và mức tiêu hao nhiên liệu ở đây, nằm ở đây. Mức tiêu hao nhiên liệu của dòng Sachia này các bạn, hay là gọi là Sachia, thì 2,56 lít cho 100 km, dung tích xe lanh là 147,3 nha. Và được nhập khẩu chính hãng từ công ty Suzuki Việt Nam đó các bạn. Nhớt, ở đây là thông số nhớt nè các bạn. Nhiều bạn hỏi mình tại sao khi vào chính hãng thay thì lại hai chai nhớt lận. Thì mỗi một chai nhớt S3 của thằng của cái nhà Suzuki đó các bạn làm á thì nó chỉ có 650 thôi, thì đó là mình thay 1.3 thì là mình thay hai chai nha. Và đây là cây bô các bạn, đĩa sau. Đây, tiếp theo là phần đĩa sau. Đĩa sau này thì tan bình thường một đĩa thôi các bạn, đĩa sau này
LED bình thường, không có ABS nha các bạn. Và đĩa trước, đĩa trước rất là lớn các bạn. Mâm cũng là mâm xương cá, mâm là xương cá chữ Y, quyền thoại luôn các bạn. Rider và xà chia thì dùng đúng một cái kiểu mâm như vậy luôn. Heo dầu thì là piston, 2 piston nha các bạn. Sơn này, cái phuộc này là sơn mờ. Nhiều bạn hỏi mình là muốn xuống thấp hơn các bạn, thấp hơn vẫn được nha. Cái phuộc này nè thì nó sẽ lú lên đây một khoảng một phân 2 phân gì đó, thì cái đầu xe mình nó sẽ thấp xuống nữa. Tuy nhiên là bên mình không khuyến khích nha, bạn nào sử dụng cái đó thì ảnh hưởng tới là kết cấu của xe nè. Ngoài ra thì mình sẽ mất đi cái quyền lợi bảo hành về cái phuộc này, thì lỡ cái phuộc này có xì dầu hay có vấn đề gì đó thì mình sẽ không được bảo hành nha. Phuộc hạ thấp xuống thì nó sẽ, khi mà các bạn nhúng xuống sâu các bạn, nó sẽ đụng tới cái này thì nó sẽ làm cho cái phuộc mình thứ nhất là bị sọc, thứ hai là có thể bị xì nhớt nha. Nên các bạn lưu ý nha, việc đó thì các bạn muốn làm thì các bạn có thể tự làm, nhưng mà khi mà các bạn có vấn đề thì sẽ bị mất đi quyền lợi bảo hành của mình nha. Ở đây mình để cho các bạn coi tiến bộ rất là lực các bạn, tại vì đối với dòng 150 mà cái zin của 62 thì các bạn biết rồi đó, tốc độ và động cơ sức kéo của xe rất là mạnh. Ngoài ra thì sát xe nhẹ nữa các bạn, sát xe rất là nhẹ nên cái việc mà tăng tốc ở cái dòng động cơ mà xa chia này rất là mạnh. Phục đứng ở bên trong này các bạn, phục đứng bên trong này thì hiện tại là mình phân phối được 3 màu các bạn, 3 màu xe chia chính hãng mới nhất của dòng Suzuki. Thì bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở trong cái video này nha. Ngoài ra thì bên mình có đầy đủ tất cả các màu của Rider luôn bạn, có tới 6 đến 8 màu luôn, 8 màu hiện tại là mình đang có 8 màu, 8 màu trong đó có 3 màu mới và 5 màu cũ. Thì các bạn nào thích màu gì đó thì các bạn cứ liên hệ với mình ha. Ngoài ra thì các bạn cũng hỏi mình là có sơn lại cái dàn Suzuki hay là Sachi đây không, thì bên mình bán hàng zin các bạn, bên mình không có sơn lại nha. Thì các bạn, tuy nhiên thì khi mà đăng ký biển số xong, bạn nào có nhu cầu về sơn xe thì các bạn cứ liên hệ với mình, bên mình cũng cho kỹ thuật nhận để lại tiến hành làm cũng được. Tuy nhiên là các bạn sơn mà để bán lặng bán cho các bạn á, khi chưa ra biển số thì bên mình không có sơn trước nha, bên mình chỉ bán hàng màu zin thôi. Đây, rất là đẹp các bạn, màu xanh GB, có cả tem của Sachi, có cả tem của động cơ, rồi động cơ DOC, rồi tem nhớt, và dòng này là phun xăng điện tử rồi nha các bạn. Sachi này là dòng phun xăng điện tử rồi nha, cho nên các bạn cũng đỡ tiết kiệm nhiên liệu hơn so với trước đây các bạn. Trước đây nó còn tích cả 2,56 lít, thì đối với những cái dòng 150 á thì nó là dòng hao xăng nhất rồi, tuy nhiên nó là mạnh nhất các bạn. Và thứ hai nữa, thứ ba nữa là cũng đỡ phun xăng điện tử thì nó cũng sẽ đỡ tiết kiệm hơn cho các bạn nhiều rồi. Những cái tem này về Việt Nam dán nè các bạn. Đây, nhà sản xuất Suzuki cho các bạn. Địa chỉ lắp ráp là ở Indonesia nè. Và cái nhà nhập khẩu các bạn, nhà nhập khẩu á là công ty Suzuki Việt Nam. Cho nên khi mà về Việt Nam mình mà dán những cái tem thông số này lên các bạn. Còn ở bên đó thì họ dán cái tem của Indo nha, nước chữ của Indo, cho nên mình lấy. Về đây thì về Việt Nam mình dán lại cái tem này. Đấy, thì mình sẽ được bảo hành bảo dưỡng chính hãng trong vòng 3 năm hoặc là 30.000 km. Và bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở trong video nhé. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip ráp xe tiếp theo.